Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Facebook cũng giống như kênh YouTube của Loa Màng Gỗ. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một con đài radio TV rất là độc đáo đến từ thương hiệu của Soli. Đây là một trong những con đài mà có giá trị về mặt lưu sưu tầm và gìn giữ rất là cao. Con đài Soli này thì như các bác thấy thì nó có cái tên mã là FD500. Đây là một trong những cái con đài mà được lính thủy đánh bộ của Mỹ sử dụng rất là nhiều trong những cái thời kỳ mà chiến tranh để vừa bắt được sóng nghe đài cũng giống như là của xem được cái TV. Thì đây là một cái đài mà được nhập về từ trên eBay. Về thì cái hình thức của nó thì cũng còn rất là đẹp. Một cái màu xanh camo của lính rất là, phải nói là rất là đậm chất lính ấy. Ở phía trên này như các bác thấy thì nó có một cái màn hình TV. Và cái TV này vẫn còn sử dụng được. Lúc sáng thì em có bỏ cái dây cáp của đài truyền hình cáp vào thì nó vẫn bắt rất là bình thường, vẫn bắt được. Thì nó thì có hai kênh. Nó có cái kênh UHF với cả kênh VHF. Đấy. Em đang chuẩn bị đi mua một cái anten cho nó để trưng bày cho nó đẹp. Cái thứ hai nữa thì con này thì như các bác thấy thì nó sử dụng được FM và AM full tần số ở Việt Nam luôn. Đấy, đấy là một cái rất là hay. Như các bác đã thấy thì em đang sử dụng cái kênh AM và FM, nếu mà ở ngoài nó bắt cực kỳ rõ và to. Như các bác thấy thì ở phía trên này nó sử dụng một cái hệ thống loa toàn giải ở đây rất là hay. Cái cặp loa này, cái con loa này em nghe nhạc ở trên đài FM thì phải công nhận là tiếng nó rất là, nói chung là nó ấm, nó dạng sitel. Đây là chất âm nó hay cực kỳ luôn. Đấy. Cái volume thì em cho nó nhỏ tại vì dạo gần đây thì Facebook nó hay cấm cái chuyện mà bản quyền mấy cả vi phạm cái cộng đồng nên là sẽ hay bị khóa Facebook. Nên là em không có mở to được. Bác nào mà muốn nghe FM hoặc là những cái kênh khác thì có thể liên hệ với em sẽ gửi cái clip cho các bác riêng. Còn đâu trên cái clip này thì do em phát ở trên cái Facebook ấy, thì là sẽ bị hạn chế nên là các bác thông cảm. Còn về chức năng thì tất cả nó phải ok hết thì em mới bán. Đó. Thì đấy là một cái khẳng định từ loa màng gỗ. Và cái loa này nghe rất hay. Nó có một cái cấu tạo giống như cái súp ấy. Rất là đẹp. Nói chung là lần đầu tiên mà khi mình nhìn thấy cái loa này thì cái đài TV này thì thấy nó rất là ấn tượng bởi vì là ngoài cái câu chuyện mà nó nghe đài ra thì nó lại mang được rất là nhiều cái giá trị mà trước giờ có rất là nhiều người đi sưu tầm đấy. Tại vì chắc là do cái thời gian để lâu lên cái volume này thì khi mà các bác sử dụng thì các bác sẽ phải nhấn hơi mạnh vào bên trong một chút, xong rồi mình xoay lên xoay xuống để vặn to nhỏ. Chắc là do thời gian nên là các cái bánh răng nó cũng bị kéo kẹt rồi, nó không được ngon nữa nên là mình phải nhấn mạnh thêm một chút. Đấy. Dưới này thì nó cái nút tông chỉnh tông nhạc thì các bác cũng phải nhấn mạnh vô một chút. Đấy. Còn lại thì tất cả các chức năng này sử dụng rất là ok, rất là hoàn hảo. Đấy. Đấy, như các bác thấy, ngày xưa thì nó có cả một cái gì nhỉ? Chắc là khi đi đánh giặc thì thường thường là sẽ hay ngồi hoặc là hay cúi thì là nó sẽ làm như thế này. Đó, sẽ để ở đây. Và mấy anh em thì ngồi xong là nhìn xuống dưới. Đấy, chứ không phải giống như bây giờ là để mình nhìn ngang mà cái này nó sẽ nhìn lằm xuống. Rất là hay. Nói chung là nhìn cái cấu tạo có rất là nhiều cái đồ lính mà nó cấu tạo rất là hay nha các bác. Con này thì bây giờ thì đã được sử dụng một cái receiver chạy điện 220.
Đó. Nói chung là thấy lưu giữ còn rất là đẹp. Đúng là hàng ở trên eBay thì nói chung là nó cũng có xước xác này kia nhưng mà nó cũng không đáng kể. Ở chỗ này thì nó có một số cái phím mà chỉnh màu sắc rồi là cái kênh hoặc là cái nút anten ở đây. Em đang đi kiếm một cái dàn anten để ghép vào cho nó đẹp. Con này thì kiếm cũng rất là lâu, hôm trước ở trên eBay thấy có cái nào mua về luôn. Đó. Nói chung là con này nhìn độc đáo phết các bạn. Được cái chất âm nó hay. Chất âm cái âm thanh của nó hay cực kỳ luôn. Đấy, cái này như các bác có thể thấy thì nó nghe rất là rõ. Đấy, phải hơi nhấn giữ tay nhấn một chút thì là nó vô. Đấy, ở đây nó có một nút nguồn này các bác. Đó, nút nguồn mình nhấn vô. Đấy, nó chạy điện 220 luôn. Đấy. Cái loa này thì nhìn ở ngoài thì nó rất là đẹp, khi lên hình thì do nó là cái dạng màng lưới mà màng sắt ấy. Nên là nhìn nó có những cái lấm tấm của cái vết thời gian. Đấy. Nhưng mà nhìn nó rất là đẹp. Mega cuộc men. Chất âm cực kỳ hay nhé. Các bác mà lấy cái bác làm không thích mà chỉ lấy cái cặp loa à cái củ loa ra mà nghe nhạc thì cũng rất là hay. Đó. Nói chung là con này rất là độc đáo. Cái này đấy dưới trên này là FM. FM thì ở trong này sóng hơi yếu. Đấy. Nên đấy, FM xong này cũng bắt được luôn, nhưng mà em cho nhỏ sợ lại bị vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Cái này là cái nút nguồn của cái tivi khi mà mình mở. Đó. Gạt xuống đây thì cái màn hình nó sẽ lên. Ở nhà các bác có gì nhỉ? Truyền hình cáp hoặc là kia lối vào thì cũng cũng xem được. Xem nhìn nó cũng vui lắm. Đó. Thì đấy là em đã giới thiệu cho các bác về cái con đài TV này rất là độc đáo. Nói thẳng chắc ở Việt Nam chắc các bác mà đưa lên trên Facebook hoặc là YouTube thì chắc là cũng ít, chắc chỉ có loa bằng gỗ mới hay kiếm những cái đồ độc độc này cho các bác. Các bác có thể thấy là đài còn rất là đẹp, nhìn rất là độc đáo. Con này mà trưng bày nữa thì thôi rồi. Hôm nay mà em mua xong cái anten của Nhật, một anten rất là đẹp, về để cạnh nữa thì phải nói là cũng rất là ra gì luôn. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bác. Nếu bác nào mà yêu thích những cái đồ độc đáo từ ngày xưa để trưng bày mình